Cha tôi sau khi tốt nghiệp tú tài, kể cả tú tài bản xứ và tú tài Pháp, thì đã quyết định theo học ngành y. Lúc bây giờ là nếu mà học đại học ở Hà Nội thì có hai cái trường danh giá nhất là trường y và trường luật. Nhưng cụ thì đã về sau cụ nói với chúng tôi rằng sở dĩ cụ chọn ngành y vì cụ muốn làm cái nghề mà cứu giúp cho mọi người, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, chứ không muốn làm quan. Và thời đó học y thì là toàn các giáo sư người Pháp cả thôi, và cho nên là đều phải sử dụng tiếng Pháp. Và trong những cái bạn học, của bác sĩ Trần Duy Hưng thì có những người sau này rất nổi tiếng như là bác Tôn Thất Tùng, bác Phạm Biểu Tâm, bác Đặng Văn Trung và rất nhiều bác sĩ nổi tiếng khác nữa, và kể cả bác sĩ Như Thế Bảo là anh Anh vợ, ruột của anh cô vợ. Tý, là anh vợ bác sĩ Trần Duy Hưng. Cụ học chính là bác sĩ nội khoa nhưng mà là có cả bằng ngoại khoa và đi chuyên về sản nhi, cho nên là cái bằng tốt nghiệp của cụ ấy thì do chính thầy hiệu trưởng là giáo sư người Pháp và giáo sư trưởng bộ môn là những người hướng dẫn một cái bản luận văn dài hơn khoảng độ 70 trang mà bây giờ vẫn còn lưu giữ ở thư viện của Hà Nội. Nhà mình có Trong đó thì nghiên cứu là chủ yếu nghiên cứu về những trường vấn y đề liên quan đến trường chủ đạo cái u máu để ở chuyên khoa trong nào. trong ruột. Và đến năm 1940 thì là cụ được cấp cái bằng tốt nghiệp y khoa. Thế và là cụ ra cụ mở bệnh viện tư, và chính vì là mở bệnh viện tư cho nên có thể cứu giúp rất nhiều người. Cái bệnh viện đó thì ở 77 Hàng Bông Nhuộm, bây giờ đổi thành 6 Hàng Bông Nhuộm rồi, nó đổi số lại sau sau này. Và nhà nhà tôi thì thuê một cái biệt thự nhỏ và bên cạnh đó là một cái ngôi nhà 2 tầng để làm bệnh viện. Thì rất nhiều người đã được cụ chữa trị, và sau đó thì cô tôi là bà Trần Thị Mỹ là y tá giúp cụ thì cũng đã là người mà theo Việt Minh sớm nhất, và lúc bây giờ thì bà Mỹ đã đưa nhiều cái ông hoạt động Việt Minh vào để mà trốn sự truy lùng của Pháp và của Nhật, trong đó có những người nổi tiếng như ông Nguyễn Đình Thi. Trong số con cháu của bác sĩ Trần Duy Hưng thì chỉ duy nhất có cháu Trần Liên Hương là con gái của anh cả của chúng tôi là anh Trần Quốc Ân, là cháu theo học ngành y, còn tất cả mấy anh chị em chúng tôi và con cháu thì trong nhà không ai theo học ngành y. Đấy cũng không biết là thế nào, đấy là cơ duyên hoặc là cái sự lựa chọn mỗi người, hoặc là lúc bây giờ thì cũng cái thời mà chúng tôi đi học thì phần lớn là đi học là theo phân công của nhà nước cử đi học ngành gì đi học ngành ấy. Thí dụ em gái tôi là Trần Ánh Tuyết thì học ngành sư phạm về cô giáo dạy văn, còn là một em nữa Trần Duy Nghĩa thì theo học toán sau đó chuyển sang học điện ảnh. Thế còn em Tâm thì học kỹ sư cơ khí, em Thắng thì đi bộ đội, đấy, em Lợi cũng đi bộ đội, tức là nó cũng có cái nhiều cái lý do khác nhau để mà không ai theo được cái ngành y của ông, nhưng mà là cháu Trần Liên Hương là theo ngành y và bây giờ là bác sĩ cũng giữ một trọng trách tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội.